Góc vườn âm nhạc. Trong số các album tiếng Pháp được cho ra mắt hồi trung tuần tháng 6, đáng chú ý hơn cả là tập nhạc mới của Clara Luciani. Ca sĩ người Pháp xuất hiện trở lại với album thứ nhì, tràn đầy khát vọng và sức sống sau khi đoạt danh hiệu giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Pháp Victoires de la Musique đầu năm 2020. Mang tựa đề vỏn vẹn một chữ là cœur, tâm, album thứ hai của Clara Luciani bao gồm 11 ca khúc mới. Hầu hết các bài hát ở đây đã được sáng tác rồi ghi âm trong thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa. Vì thế cho nên Clara Luciani đã muốn thì thầm nhắn nhủ, thổ lộ một cách đơn giản nhất những lời nói thiết tha, ấp ủ trong tim. Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs. Trong số những bài hát mới sáng tác cho album thứ hai này có nhạc phẩm Sad and Slow, buồn và chậm, ghi âm với nam danh ca người Pháp Julien Doré. Đây là lần thứ nhì hai nghệ sĩ trẻ này hợp tác với nhau. Trước đó đã từng có bản song ca L'île au lendemain, hòn đảo của ngày hôm sau, với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, từng được phát hành trên album thứ năm của Julien Doré. Xin giữ mãi những nụ hôn cháy bỏng, hương tình yêu đừng phai nhạt sắc hồng. Trên phím ngà điều dương cầm buồn chậm, cầu mưa rơi mắt sa mạc cây nồng. Bằng những lời lẽ bóng bẩy mà dịu dàng, bằng tựa đề một chữ đơn giản mà không khô khan, Clara Luciani lại tóm tắt được điều cốt lõi đối với nhiều nghệ sĩ trong thời gian qua. Thay vì làm khựng lại đà sáng tạo của họ, thời kỳ phong tỏa lại càng làm tăng thêm cảm hứng sáng tác. Trong trường hợp của Clara thì cô muốn kết hợp nội dung ca từ đượm buồn nhưng không sầu thảm với những giai điệu yêu đời theo phong cách của Claude François, Jackson 5 hay là ABBA. Bravo, tu as gagné. Et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé. On ne s'aime plus. Bravo, tu as gagné. J'ai tout perdu. On s'est tellement aimé. On ne s'aime plus. Phiên bản tiếng Pháp của nhạc phẩm The Winner Takes It All từng ăn khách trước đây của nhóm ABBA tạo dấu gạch nối với giọng ca mới của Barbara Pravi. Ban nhạc Thụy Điển ABBA đã từng đoạt giải thưởng ca nhạc truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 1974, còn Barbara Pravi đã về nhì cuộc thi này hồi trung tuần tháng 5 vừa qua. Tuy không đoạt giải nhất, nhưng màn biểu diễn đầy ấn tượng của nhạc phẩm Voila đã tạo cơ hội cho tác giả kim ca sĩ trẻ tuổi này gặt hái thêm được nhiều thành công ở nước ngoài. Một tháng sau cuộc thi, hiệu ứng Eurovision đã giúp cho ca khúc tiếng Pháp này được xếp hạng cao trên các nền tảng trực tuyến hay tại các thị trường châu Âu. Một ngôi sao sáng theo truyền thống ca khúc hiện thực của Pháp vừa xuất hiện trên vòng trời ca nhạc.
Lịch biểu diễn của Barbara Pravi cũng đã bắt đầu chật kín kể từ mùa thu năm nay trở đi, với một vòng lưu diễn nước Pháp và các nước châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thụy Sĩ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tập nhạc đầu tay sau kỳ Eurovision mà cô phải thực hiện cho xong vào mùa hè này. Bởi vì cho tới nay, cô đã ghi âm nhiều đĩa đơn nhưng vẫn chưa có một album phòng thu nào thật sự xứng đáng để cho thấy tài nghệ của Barbara Pravi cả về mặt diễn xuất lẫn sáng tác. Hy vọng rằng tài năng chớm nở của cô sẽ càng rực rỡ hơn nữa khi album được phát hành vào mùa hè năm nay. Cũng như cô bạn đồng nghiệp Clara Luciani, Julien Doré đã lập kỷ lục số bán với album mang tựa đề Aimé, phát hành vào mùa thu năm 2020. Sau khi đạt tới mức 3 lần đĩa bạch kim, tập nhạc này vừa được tái bản với nhiều phiên bản hòa âm mới và bài hát bổ sung. Thành danh và đoạt giải nhất chương trình Nouvelle Star vào năm 2007, Julien Doré sau đó đã không biến mất như nhiều giọng ca khác xuất thân từ các cuộc thi hát truyền hình, mà lại trụ vững nhờ cái tài diễn đạt của anh cũng như lối hát cực trầm đang xen với giọng gió. Nhạc phẩm Nu chúng ta với cách tạo hình ngộ nghĩnh qua video clip của một phi hành gia đi tắm biển với hai con khủng long tí hon đã chinh phục đông đảo nhiều người nghe. Giai điệu lạc quan yêu đời này hẳn chắc sẽ là một trong những ca khúc thịnh hành vào mùa hè năm nay. Cũng như Julien Doré từng hát với Clara Luciani, những nốt nhạc quá buồn tựa như liều thuốc độc làm tim ta ngừng đập, mắt dâng sầu mơ tuôn. Pour les revoir se pleurent nous.